thưa quý vị và các bạn trẻ yêu nhạc, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình băng nhạc Trường Sơn số 6 do Duy Khánh thực hiện. Đây là một chương trình băng nhạc được thực hiện bằng những ca khúc dân tộc và thời trang chọn lọc, nói về quê hương và tình người qua những năm dài chiến tranh khói lửa. Băng nhạc Trường Sơn 6 mang chủ đề quê hương và tuổi loạn.
sạch để